gì? Con là đạp bạn. Đạp ghế thôi mẹ. Này tí nữa là nói ăn này. Hơi ở mồm. Em đi lấy này. Con lấy cái chậu đóng lên để làm mồm. Cái đây con đóng trong này xem đóng không được. Không, thích cho mình. Thích đấy. Khăn mặt cho, khăn mặt đi. Đấy, khăn mặt đấy. Mày lấy nước nóng ra chị, hai chị em đi lên để lau. Cho Linh em bóc thử cho có tí nước nào trong tí máu cổ trong rửa mồm cho nó đi.